Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh. Cần xem xét đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản Cát Trắng một diện tích lớn do nằm chồng lấn lên các quy hoạch khác, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội tại Phong Điền. Phụ nữ vùng biển huyện Phú Vang với các mô hình phát triển kinh tế bền vững, nội dung sẽ được chúng tôi chuyển đến trong phần sau chương trình. Vừa rồi là những nội dung chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 17 tháng 9. Xin chào, cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong khung giờ quen thuộc của Huế ngày mới. Và bây giờ hãy cùng đến với những thông tin chi tiết. Chiều qua, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thái Thu Xương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thừa Thiên Huế về khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp. Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện Nghị định 105 quy định một số chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi rà soát, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, đã có nhiều đơn vị giáo viên trẻ em đang giảng dạy và học tập tại cả cơ sở giáo dục mầm non, tại cả khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận được hỗ trợ. Cụ thể, trong 6 huyện thị xã là địa bàn có khu công nghiệp, có 11 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, đủ điều kiện để được hỗ trợ trang bị về cơ sở vật chất một lần, trong đó một cơ sở đã nhận được hỗ trợ. Có 266 cháu được hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị định 105 và 39 giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện hưởng chính sách. Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19, việc triển khai kịp thời các hỗ trợ theo Nghị định 105 đã động viên khuyến khích tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, từ đó tăng tỷ lệ huy động trẻ, nhất là độ tuổi nhà trẻ ra lớp, giúp cán bộ viên chức người lao động đang làm việc tại cả khu công nghiệp, cụm công nghiệp yên tâm lao động sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế như quy trình thủ tục hướng dẫn cả cơ sở giáo dục mầm non hưởng chế độ chính sách còn chậm, số lượng cũng như chất lượng cơ sở vật chất tại các trường ngoài công lập còn chưa đảm bảo, năng lực đội ngũ giáo viên mầm non tư thục còn hạn chế, trong khi nhu cầu đưa trẻ đến trường trong độ tuổi nhà trẻ của người lao động là rất lớn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, để việc triển khai Nghị định 105 có hiệu quả, trách nhiệm giám sát, quản lý của chính quyền địa phương, công đoàn cả cấp là rất lớn. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường đốc thúc việc ra soát, đánh giá để có những điều chỉnh hợp lý, đảm bảo không bỏ sót đối tượng và mức hỗ trợ phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở mầm non tư thục, từ đó hỗ trợ tốt cho hệ thống giáo dục công lập của địa phương. Tiếp thu những kiến nghị đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương mong muốn, thời gian tới, trong bối cảnh quy mô khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa phương có xu hướng được mở rộng, số lượng người lao động đổ về cả khu công nghiệp, khu chế xuất là rất lớn, kéo theo những áp lực về y tế, giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non. Tỉnh cần xem xét dành quỹ đất tương xứng, kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng thêm các thiết chế dành cho giáo dục mầm non tư thục trong khu công nghiệp, dành cho đối tượng con em người lao động từ 6 đến 18 tháng tuổi. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường khảo sát cả cơ sở đối tượng chưa được hưởng chính sách theo Nghị định 105, hỗ trợ kịp thời cho Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc triển khai và giám sát thực hiện Nghị định, hỗ trợ phát triển công đoàn cơ sở, đặc biệt là ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ để thông báo tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm và trả lời những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm phản ánh. Chủ trì họp báo có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tại buổi họp báo, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin, trong 8 tháng đầu năm, kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều khởi sắc, ngành du lịch tiếp tục với đà phục hồi mạnh mẽ. Mặc dù trong tháng 8, lượng khách du lịch có giảm so với tháng 7, nhưng gấp 12 lần so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, khách du lịch ước đạt 1.340.000 lượt, tăng gấp 2,2 lần. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.857 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội 8 tháng ước đạt 33.918 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 17.911 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, đã cấp phép cho 23 dự án cấp mới, với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 12.183,4 tỷ đồng.
Tính đến 31 tháng 8, có 579 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.243 tỷ đồng. Đại diện phóng viên các cơ quan báo chí đã phản ánh các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như vấn đề quy trình tuyển dụng giáo viên trên địa bàn, từ vụ việc hai giáo viên mầm non ở xã Thủy Bằng, thành phố Huế thôi việc vì sử dụng bằng giả, việc xử lý các dự án treo trên địa bàn, thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại cảng Chân Mây, công tác đầu tư hạ tầng để phát triển logistics tại cảng biển Thừa Thiên Huế, tiến độ thực hiện các thủ tục khởi công dự án cầu Nguyễn Hoàng, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, tình trạng xe xích lô điện, công tác thực hiện quy hoạch Cồn Hến, tình trạng cột nền cao của một số tuyến đường tại khu đô thị mới An Vân Dương. Hầu hết các câu hỏi, vấn đề được nêu của phóng viên, cơ quan báo chí đã được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các sở ban ngành các địa phương có liên quan giải đáp và làm rõ. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức hội nghị chuyên đề Ban giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Tham dự có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định. Hiện nay, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thành phố là 2.083 hộ với 6.199 khẩu, chiếm tỷ lệ 1,62%. Trong đó, khu vực thành thị có 1.572 hộ, khu vực nông thôn là 511 hộ, số hộ cận nghèo là 2.765 hộ. Đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố là xã Phủ Thanh với 6,11%. Các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo trên 3% gồm Hương Hồ, Phủ Dương, Hương Sơ, Hương An và Hương Phong. Đơn vị duy nhất không có hộ nghèo nhiều năm liền là phường Vĩnh Ninh. Trong thời gian qua, nhiều phong trào giảm nghèo bền vững đã được cả cấp các ngành của thành phố triển khai như chương trình tín dụng ưu đãi, phong trào thi đua vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Thành phố cũng đã hỗ trợ kinh phí cho 148 hộ nghèo xây dựng nhà ở, dạy nghề, tạo việc làm mới cho hơn 9.000 lượt người, 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Huế phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn dưới 2-2,2%. Trong đó, khu vực nông thôn dưới 1,5%, miền núi dưới 5% và không còn hộ nghèo ở khu vực thành thị vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, 8 giải pháp giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội cũng được hội nghị đề ra, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với giáo dục nghề nghiệp và chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường, đồng thời nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, người nghèo, giảm nghèo một cách bền vững. Huyện ủy Phú Vang vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương và tỉnh ủy. Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện được nghe quán triệt các văn bản mới của Bộ Chính trị, gồm thông báo kết luận về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Các quy định, quyết định, kết luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 và về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy, đồng thời quan tâm công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn bản. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chiều qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện, thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới. Tham dự có đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và các sở ban ngành của tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền triển khai thành lập 36 tổ chốt trên biên giới với 279 cán bộ chiến sĩ tham gia, trong đó có 19 tổ cố định, 17 tổ lưu động. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới, bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân, giữ gìn sự bình yên cho tổ quốc. Trong đó, các tổ chốt tổ chức tuần tra 36.982 đợt với 84.212 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, kiểm soát chặt chẽ 23.476 lượt người dân và 8.809 phương tiện ra vào khu vực biên giới, kịp thời phát hiện và xử lý 18 vụ, 45 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Hội nghị đã thảo luận chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề xuất phương án điều chỉnh số lượng tổ chốt và lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch, tăng cường công tác xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, phát huy vai trò của chính quyền, ban ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Y tế tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường học. Sở Y tế tổ chức đào tạo lại, tập huấn hướng dẫn cho cán bộ y tế các cấp về vệ sinh khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đảm bảo hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành. Thưa quý vị, Phong Điền là địa phương có hàng ngàn hecta cát trắng nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng của quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay địa phương đang kiến nghị tỉnh cũng như các bộ ngành trung ương liên quan xem xét đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản một diện tích lớn do nằm chồng lấn lên các quy hoạch khác. Tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cát trắng bằng phương pháp lộ thiên với diện tích lên tới hơn 406 hectare. Tuy nhiên, ở một số vị trí cấp phép lại chồng lấn với khu nghĩa trang lâu đời của người dân địa phương trong xã. Bà con ở đây đã phản ánh kiến nghị nhiều lần về vấn đề này nhưng thẩm quyền cấp phép điều chỉnh thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nguyện vọng bà con đang kiến nghị nhiều lần nhưng mà có cái là sau khi vì nó thuộc thể thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường đã cấp, do đó cho nên là nguyện vọng của bà con xin là các cấp các ngành là quan tâm để tách cái khu 7 khu 8 ra khỏi là có như địa phận để cái khu trốn cát mồ mả lâu đời này, tức là hàng trăm năm của bà con có ban trung cầu La Văn huyện Hiền Lương, là có gì nó không bị ảnh hưởng. Không chỉ riêng ở xã Phong Hiền mà nhiều xã khác của huyện Phong Điền cũng xuất hiện tình trạng việc khoanh vùng quy hoạch khoáng sản không sát với thực tế, chồng lấn lên diện tích đất rừng tự nhiên, khu dân cư, đất khu trang trại tổng hợp, các khu đất nghĩa trang lâu đời với hàng ngàn ngôi mộ. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng rất mong muốn các bộ ngành trung ương sớm có sự ra soát, xem xét điều chỉnh lại quy hoạch sát với thực tế để đảm bảo nguyện vọng chính đáng của người dân. Đề nghị cấp trên xem xét để điều chỉnh các cái khu vực mà được quy hoạch đất khoáng sản cho công ty Việt Phương, thì là gồm cái khu 7, khu 8, là diện tích của khu 8 là 78,6 ha, diện tích của cái khu 7 là 15,2 ha. Thì hai cái khu vực này là hiện tại là có nghĩa địa truyền thống và bà con trồng các mồ mả đã lâu. Chúng tôi đảng bộ chính quyền cũng như người dân Phong Hiền là mong muốn rằng là cấp trên xem xét để điều chỉnh là cái hai cái diện tích này là ra khỏi cái đất quy hoạch khoáng sản. Trong cái năm 2022 này thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với cái đoàn của Tổng cục Địa chất khoáng sản đang ra soát lại cái khu vực dự trữ này, cát trắng này của tỉnh Thừa Thiên Huế, thì chúng tôi cũng đang cùng phối hợp với cái đoàn này để điều chỉnh lại những cái phần diện tích nào là không có mỏ thì cũng loại ra, những cái phần nào mà nó chung lẫn vào các cái khu đất ở hiện trạng hoặc là khu nghĩa trang hoặc là một số các cái chung lẫn một số các cái quy hoạch khác mà không thể là dự trữ để cấp phép khai thác, thì chúng tôi công nghệ cái đoạn này để ra soát để loại ra. Hiện nay huyện Phong Điền thống nhất kiến nghị đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản quốc gia diện tích 1.177 hectare để tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, huyện cũng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét cho thuê đất theo tiến độ dự án đầu tư khai thác khoáng sản đối với công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương nhằm tạo điều kiện cho người dân có đất sản xuất. Tiếp tục với những thông tin khác. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế chủ trì phối hợp với đối tác truyền thông tổ chức sự kiện talk show tổng kết cuộc thi viết Huế kinh đô ẩm thực giai đoạn 1 với chủ đề ẩm thực hè thu và những điều đặc biệt.
Khách mời thoát sâu gồm tiến sĩ Trần Đình Hằng, Giám đốc Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Ban tổ chức nhận được gần 60 tác phẩm tham gia dự thi của các tác giả đến từ nhiều tỉnh thành trong nước và nước ngoài. Giai đoạn 1 với chủ đề ẩm thực hè thu, các bài viết cơ bản đúng chủ đề, đảm bảo các tiêu chí về hình thức trình bày, đặc trưng Huế của món ăn, đúng sự thật, mạch lạc, cách tiếp cận đề tài sáng tạo lôi cuốn. Các tác giả đã mang lại những thông tin về nhiều món ẩm thực của Huế, từ dân gian đến cung đình và ẩm thực chay. Nhiều bài viết đã cung cấp nguồn tư liệu chất lượng để công việc xây dựng thương hiệu Huế kinh đô ẩm thực được triển khai hiệu quả, đi từ cái gốc của món ăn, từ địa phương khai sinh ra món ăn và tìm được thông tin về các nghệ nhân ẩm thực dân gian cung đình xưa. Ban tổ chức đã chấm và chọn trao một giải đặc biệt, 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích. Tại lễ tổng kết, các đại biểu được nghe những chia sẻ thú vị của các khách mời về sự phong phú, đa dạng, đặc sắc, khác biệt của văn hóa ẩm thực Huế với các địa phương vùng miền. Những điều đặc biệt về mâm cơm gia đình người Huế vào ngày hè oi ả và mùa thu dịu mát. Người Huế với đặc trưng ẩm thực, mùa nào thức nấy. Đại biểu còn được hiểu thêm về các hoạt động quảng bá ẩm thực Huế, việc gìn giữ, lưu truyền những món ăn đặc trưng, món ăn cung đình của Huế. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền vừa tổ chức lễ bàn giao và đưa vào hoạt động nhà trưng bày thành cổ Hòa Châu tại xã Quảng Thành. Nhà trưng bày hiện vật Hòa Châu tọa lạc tại thôn Thành Trung nằm trong khuôn viên thành cổ Hòa Châu xưa. Khuôn viên ngôi nhà được xây dựng từ năm 2003 với tổng diện tích sử dụng 1.008 m², trong đó gồm nhà trưng bày, tiền sảnh và khuôn viên xung quanh nhà trưng bày. Sau một thời gian sưu tầm, tìm kiếm, đến nay tại nhà trưng bày đã có hơn 900 mẫu hiện vật là những đồ dùng trong sinh hoạt của người cổ xưa, những tác phẩm điêu khắc đá của người Champa. Tại buổi bàn giao và đưa vào hoạt động nhà trưng bày thành cổ Hòa Châu, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã ghi nhận những nỗ lực của các ngành chính quyền địa phương trong công tác xây dựng, tìm kiếm hiện vật thuộc di tích thành cổ Hòa Châu. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện, đơn vị được bàn giao quản lý nhà trưng bày Hòa Châu, cần phát huy hết công năng nhà trưng bày, phối kết hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức sưu tầm, tìm kiếm các hiện vật, di tích để làm phong phú thêm hiện vật tại nhà trưng bày để phục vụ du khách, phát triển du lịch trong thời gian tới. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm cam Nam Đông, 4 đơn vị hợp tác xã trên địa bàn huyện đã tham gia sản xuất theo quy trình Việt Gáp và vừa được trao giấy chứng nhận. Đợt này có 4 cơ sở với 24 hộ tham gia đã được công ty cổ phần chứng nhận Global Search trao giấy chứng nhận, gồm hợp tác xã nông nghiệp Hương Hòa, hợp tác xã nông nghiệp Hữu Cơ Nam Đông, hợp tác xã nông nghiệp Hương Xuân, tổ hợp tác phát triển cam Hương Phú theo mô hình Việt Gáp với tổng diện tích hơn 27 hecta với 4 cơ sở. Được công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp đã góp phần phát triển cây cam ở Nam Đông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hiện nay, toàn huyện Nam Đông có tổng diện tích trồng cam và cây cỏ muối hơn 250 hectare, tập trung ở các xã Hương Lộc, Hương Xuân, Hương Phú, Thường Quảng. Trong đó, cây cam và cây cỏ muối đã cho thu hoạch khoảng 120 hectare, ước sản lượng một năm khoảng 15 tấn một hectare. Việc sản xuất theo quy trình Việt Gáp giúp quản lý chặt chẽ từ khâu sản xuất giống, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh, giúp nâng cao giá trị thương hiệu cam Nam Đông để có đầu ra ổn định và phát triển ở nhiều thị trường mới. Phú Diên là xã vùng biển vẫn gặp nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo khá cao của huyện Phú Vang. Tuy nhiên, những năm qua, với tinh thần chịu thương chịu khó, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Cùng với sự hỗ trợ tích cực từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị em phụ nữ xã Phú Diên đã vươn lên thoát nghèo, nâng cao vị thế phụ nữ nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tận dụng nguồn hải sản tại địa phương, chị Trương Thị Vân, xã Phú Diên, huyện Phú Vang đã thu mua để làm ruốc, nước ớt. Mỗi năm tới mua ruốc, cơ sở chị bán ra một ngày trung bình từ 10 đến 20 tấn ruốc, sản xuất trên 30 tấn ớt tươi, vận chuyển đi tiêu thụ khắp tỉnh. Với tinh thần cần cù chịu khó của một người phụ nữ tân tạo, cơ sở mắm ruốc của chị không chỉ tạo kinh tế khấm khá cho gia đình với mỗi tháng thu nhập 30 triệu đồng, mà còn tạo việc làm cho 5 đến 7 lao động đủ mọi độ tuổi với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng, góp phần hỗ trợ việc làm cho người dân địa phương. Người dân đánh bắt ruốc vô nhiều quá và mình phải mua cho thu mua cho người dân, cùng muốn kiếm công ăn việc làm cho chị em phụ nữ nông dân của xã Phú Diên. Bà con có công ăn việc làm mình mừng rồi, thì mình có công việc thì bà con cũng có công việc để đứng nâng đỡ nhau, để giúp nhau qua những ngày khó khăn.
Sau thời gian dài xa xứ lập nghiệp, chị Nguyễn Thị Lan trở lại Huế để tìm kế sinh nhai trên chính mảnh đất quê hương. Từ những kinh nghiệm đã học hỏi được, chị cùng chồng mở tiệm nhận gia công cả mặt hàng may mặc từ thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tháng cho thu nhập ổn định từ 10 đến 15 triệu đồng. Với mong muốn giúp đỡ các chị em phụ nữ trong xã, chị Lan đã tìm kiếm thêm nhiều nguồn hàng tạo việc làm cho 4 phụ nữ khác với mức lương trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Cái công việc hiện tại thì nó được hơn hồi trước. Thì hiện tại mình thu nhập hàng ổn định với là nhiều hơn hồi trước hai vợ chồng. Mình có thêm thời thì thu nhập của mình lại tăng lên. Thì công việc của mình với con cái thì mình ổn định. Đi làm này thì công việc đường đi thì gần, tiền lời lo chăm sóc con cái, lương cũng ổn định, thế thì cảm thấy thuộc thì làm thôi. Đồng hành cùng phụ nữ địa phương phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Diên đã tạo điều kiện hỗ trợ cho 500 hộ vay vốn với tổng số tiền là 18 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay hỗ trợ đã giúp nhiều chị em vùng biển mạnh dạn mở rộng sản xuất, ổn định cuộc sống. Thời gian vừa qua đã có những cái hỗ trợ vốn để cho chị em phụ nữ có được cái số vốn ban đầu khởi nghiệp. Ở đây thì đối với cái cơ sở của chị Vân thì cái nguồn vốn cao nhiều, có thể là vài tỷ, cho nên là cái khoản vay mà từ ngân hàng chính sách xã hội thì sẽ không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy thì cũng hướng dẫn chị là tham gia vay vốn vào các ngân hàng thương mại để tạo một cái nguồn vốn nhiều hơn để cho chị ăn và chị đầu tư làm ăn và có cái hiệu quả. Thì đó là một số cái công việc hỗ trợ kinh tế để cho chị em phụ nữ phát triển tại địa bàn xã Phú Diên. Khai thác hiệu quả nguồn vốn vay, lựa chọn hình thức phát triển kinh tế phù hợp với tình hình địa phương, nhiều phụ nữ vùng biển đã mạnh dạn vươn lên thoát nghèo, trở thành tấm gương điển hình trong lao động sản xuất. Trong thời gian tới, vẫn rất cần sự hỗ trợ của các cấp ngành, các cơ sở hội để phong trào phát triển kinh tế của phụ nữ ngày càng lan rộng, nâng cao vai trò của người phụ nữ, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Những thông tin về tình hình thời tiết cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ nên mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào rải rác, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động ở mức 32 đến 34 độ, thấp nhất từ 24 đến 25 độ, độ ẩm phổ biến ở mức 80 đến 84%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.